Chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ. Trong cái chương trình các bác hỏi văn trả lời được phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ thì em lại nhận được một câu hỏi, đó chính là gỗ gụ và gỗ hương đá, thằng gỗ nào nặng hơn? Đấy, câu hỏi của bác khách ở đây. Đấy, thì đã có bao giờ các bác hỏi như vậy hay chưa? Nhưng mà hỏi câu hỏi như vậy đó đã đúng chưa các bác? Thì xin thưa với các bác rằng cái câu hỏi này của bác khách ấy, thì nó chưa đúng. Chưa đúng vì sao? Tại vì trong cái thằng gỗ gụ thì nó có rất nhiều loại gỗ, gụ ta Quảng Bình này, gụ Việt Nam này, đấy, gụ Lào này, gụ Campuchia này, đấy, hay gụ của Nam Phi, có rất nhiều 4 loại gỗ như vậy. Trong 4 loại gỗ này thì có rất nhiều những cái loại gỗ khác nữa, đấy, của từng chi tiết từng dòng gỗ gụ nữa thì nó sẽ có cân nặng cực kỳ là khác nhau, đặc biệt là thằng gỗ gụ Lào. Đấy, thì nếu mà được hỏi chi tiết nhất đấy, thì bác phải hỏi là gỗ gụ Lào hay là gỗ gụ Campuchia thì nó sẽ được tốt hơn các bạn. Đấy, nhưng mà để xét về cái khía cạnh theo sự đa dạng trên thị trường và có nhiều trên thị trường bây giờ ấy, thì nó chủ yếu là hai cái loại gỗ là gỗ gụ Lào và gỗ gụ Campuchia các bạn. Đấy, thì để so sánh giữa gỗ gụ Lào và gỗ gụ Campuchia so với thằng gỗ hương đá thì thằng gỗ nào tốt hơn, nặng hơn, ưu nhược điểm nó làm sao và mình nên chọn cái dòng gỗ nào, giá cả nó làm sao thì các bác nên xem hết cái video này. Em sẽ trả lời tất cả những cái câu hỏi vừa nói trên cho các bác hiểu hơn về các dòng gỗ các nhá. Đầu tiên mình sẽ đi vào là cái thằng gỗ gụ Lào và gỗ Campuchia nó có bao nhiêu loại. Đấy, riêng cái thằng gụ Lào thì nó có tới 3 loại. Đấy là gụ chất nặng này, gụ chất nhẹ này và gụ chất trung. Các bác nghe kỹ nhá. Gụ chất nặng, chất nhẹ và chất trung. Đấy thì có 3 loại như vậy thì các bác nghe thấy cái từ chất nặng là các biết được cái cân nặng của nó như thế nào rồi. Đấy, xét về ba cái thằng này ấy, thì thằng chất nhẹ nó nhẹ nhất và cái nhược điểm của thằng này là nó dễ bị mối mọt. Các bác nhá, dễ bị mối mọt. Đấy, màu trắng bợt, ít vân. Đấy, còn những cái sản phẩm trên thị trường bây giờ nó có vân đẹp này, màu sắc nó đậm này, đấy thì chủ yếu là thằng chất trung và chất nặng của thằng gỗ Lào là nhiều và cho vân khá là đẹp và màu sắc nó cũng được hài hòa và nó đậm chất cái màu gỗ gụ hơn các bạn. Còn với thằng gỗ căm này thì tính chất của gỗ nó là gỗ chất nặng, đấy, tính chất là gỗ nặng, gỗ căm và màu của nó khá là tối và thằng này xuống màu khá là nhanh. Nó có một cái tên gọi khác ở người miền Nam hay gọi là gỗ gõ mật các bạn nhá. Đấy, gỗ gõ mật hay gỗ gụ mật nhiều nơi người ta gọi như vậy. Đấy, và cái thằng này chất nó cũng nặng, nó nặng hơn so với thằng gụ Lào, nhưng về cái phần so sánh với thằng hương đá thì nó lại nhẹ hơn đá các bác nhá, nhẹ hơn hương đá. Tổng thể lại thằng gụ Lào, gụ Campuchia, đấy, gụ Nam Phi nhẹ hơn của thằng hương đá, nhưng mà nó có một số nhược điểm nó tốt hơn so với thằng hương đá các bạn, tốt hơn so với thằng hương đá các bạn. Thì đầu tiên là về cái màu sắc đấy. Về cái màu sắc giữa thằng gụ và thằng hương đá thì đã chênh lệch với nhau khá là nhiều. Một thằng là một màu gọi là nâu gụ này, đấy, một cái màu sắc truyền thống theo cái lối cổ kính, nếu mà làm đồ thờ và nó vòng thờ theo cái phong cách cổ, đồ cổ ngày xưa ấy, đấy, sơn màu nâu cổ ấy, thì thằng gỗ gụ là một trong những thằng gỗ tuyệt vời, top 1, chọn màu sơn cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, cái thứ hai là về nhiều bác quan điểm là sập gụ tủ chè hay là gỗ gụ là tốt. Đấy, thế là nó đã in sâu vào trong gọi là đầu của mình rồi. Đấy là gỗ gụ là tốt. Đấy là thứ hai là về cái quan điểm này. Và thứ ba về cái ưu điểm nữa ấy, là gỗ gụ nó khó nhiều và thường thường được sử dụng và sản xuất vào đồ thờ cực kỳ là nhiều các bạn. Nhưng khi mà so sánh với thằng gỗ hương đá thì đấy chỉ là những cái ưu điểm nhỏ. Còn về chất lượng gỗ này, màu gỗ này, vân gỗ này, đấy thì chắc chắn là thua thằng hương đá rồi. Thằng hương đá nó có màu hồng cánh sen. Đấy, và khi mà sơn màu lên, đặc biệt là mình sơn thằng BU để giữ cái màu gỗ và tôn được cái vân gỗ ấy, thì cái màu gỗ đấy cực kỳ là đẹp luôn các bạn. Đấy, nó làm đồ thờ, nội thất phòng thờ, đấy, hay là bàn ghế, giường, tủ đa dạng hơn rất nhiều so với thằng gỗ gụ. Các bạn nhá, đa dạng hơn rất nhiều so với thằng gỗ gụ. Và gỗ gụ bây giờ hầu như chủ yếu chỉ làm đồ thờ và nội thất phòng thờ là nhiều. Đấy, còn về đồ nội thất bên trong nhà ngày xưa có làm nhiều nhưng bây giờ gọi là hạn chế, người ta không thích sử dụng cái thằng gỗ gụ đấy nữa. Đấy, như ở khu vực bên em, ở làng bên em ấy, là chủ yếu là chuyên đóng đồ thờ bằng gỗ gụ thôi các bạn. Tiếp nữa, ưu điểm nữa của thằng gỗ hương đá là cái vân gỗ. Thì nói đến vân gỗ của hương đá thì các bác nghe nhiều, các bác biết rồi đấy, là toàn những cái tác phẩm siêu kinh điển về chiếu ngựa này, sập ngồi này, hay là trường kỷ này, trên chất liệu bằng gỗ hương đá cho vân cực kỳ là đẹp. Đấy, chắc chắn là vân của hương đá sẽ đẹp hơn rất nhiều so với thằng gỗ gụ. Và cái giá của nó như thế nào, các bác đoán thử xem cái giá của nó như nào ạ. Nếu mà xét về giá các bác nhá, xét về giá thì hương đá nó về hơn về ưu điểm này. Đấy,
gỗ này, chất gỗ nặng hơn này, cứng hơn, đanh hơn này, chống chịu nhiệt tốt hơn này, đỡ mới mọt hơn này, đấy, vân gỗ đẹp hơn này, đấy, và được ứng dụng nhiều hơn so với nào gỗ cụ là giờ nó bị thoái ngôi này, chỉ sử dụng vào đồ thờ và đốt phòng thờ và hầu hết là sử dụng vào đồ thờ là nhiều thôi. Đấy, nguyên những phần này mình đã so sánh được cái phần gọi là phổ biến của thằng gỗ rồi, thì tất nhiên cái giá gỗ của thằng gỗ hương đá bao giờ gỗ nó cũng cao hơn so với thằng gỗ cụ các bạn. Đấy, nên là khi trả lời chi tiết cho cái câu hỏi của bác khách là gỗ vụn và gỗ hương đá thằng nó nặng hơn thì là gỗ hương đá nặng hơn đấy, giá tiền thằng hương đá tốt hơn, chất gỗ thằng hương đá tốt hơn đấy, giá tiền của thằng gỗ hương đá cao hơn các bạn nhá. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này, và bác nào có câu hỏi nào về đồ gỗ, đồ thờ hay nội thất phòng thờ thì các bác cứ comment xuống phần bên dưới, em Văn sẽ trả lời từng cái thắc mắc này cho các bác một cách nhanh nhất, chính xác nhất và chi tiết nhất các bạn nhá. Xin chào các bác.